Thưa quý vị và các bạn, số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có nhiều người đang mang trong mình HIV/AIDS. Đây là nguy cơ tiềm ẩn lây nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng. Do vậy, một trong những biện pháp đang được các cấp các ngành triển khai đó là thực hiện quản lý cai nghiện tại các cơ sở tập trung điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế methadone. Hiện Lào Cai đang có gần 2.000 người nghiện ma túy, trong đó có nhiều người đang mang trong mình HIV/AIDS đang được cai nghiện điều trị tại các cơ sở cai nghiện. Tại đây, những người nhiễm HIV/AIDS được hỗ trợ điều trị cắt cơn, thực hiện liệu trình điều trị ma túy bằng chất thay thế methadone phù hợp. Đặc biệt, trong suốt quá trình điều trị, các y bác sĩ luôn quan tâm, sát sao, xử lý và hỗ trợ kịp thời với diễn biến của từng bệnh nhân tham gia điều trị. Có lúc thì chỉ là những cái cười rất là tự nhiên về việc quan tâm thăm hỏi gia đình bệnh nhân. Nó cũng tùy thuộc vào tùy từng thời gian, thời điểm và bệnh nhân điều trị lâu dài ạ. Vâng, những cái đó thì không chỉ giúp cho bệnh nhân cảm thấy tin cậy chúng tôi hơn, mà bệnh nhân còn cảm thấy rằng đến đây họ không chỉ là đến để điều trị mà họ còn có cái chỗ quan tâm chia sẻ và thực sự là họ sẽ muốn cảm thấy gắn bó với chúng tôi hơn ạ. Khi có kết quả rồi thì chúng tôi sẽ vẫn tư vấn và đưa người bệnh vào điều trị và hỗ trợ cho người bệnh về tâm lý. Ví dụ như là giải thích về cái lợi ích của việc uống thuốc HIV và cái điều trị methadone đồng hành cùng với nhau để tránh lây nhiễm HIV từ người này sang người khác. Và cái hiệu quả của cái uống methadone thì nó cũng sẽ giảm những cái về kinh tế cho gia đình. Ví dụ như một bệnh nhân mà một ngày không đi uống methadone thì sẽ trích hết 300.000. Thế nhưng khi đi uống methadone rồi thì bệnh nhân không phải sử dụng heroin nữa. Và một ngày chỉ bệnh nhân chỉ phải nộp 10.000 cấp phát thuốc. Thì một tháng bệnh nhân chỉ mất tầm 300.000. Là người nghiện ma túy và mang trong mình căn bệnh HIV, khi đến với cơ sở điều trị 301 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bát Sát, anh Vùi Văn Pê đã được các cán bộ y tế hỗ trợ cai nghiện, kịp thời phát hiện, điều trị các căn bệnh nhiễm trùng cơ hội và được hỗ trợ điều trị HIV bằng thuốc kháng HIV-ARV. Nhờ đó, sức khỏe của anh được cải thiện và nâng cao, tạo động lực để anh thêm quyết tâm từ bỏ ma túy và tích cực tham gia thực hiện phòng chống lây nhiễm HIV-AIDS ra cộng đồng. Về sức khỏe thì càng ngày càng thấy khỏe ra và lao động thì coi như mọi việc tiến triển tốt thì sức về ra mọi các công việc trong gia đình và xã hội vẫn bình thường. Mình vận động và tuyên truyền cho các đồng nghiệp, với các bạn bè của mình ai không may vào con đường ấy, mình tạo điều kiện và mách bảo cho bạn bè cùng mọi người trong thôn bản mình. Với trình độ chuyên môn cùng sự cảm thông chia sẻ của đội ngũ cán bộ làm công tác cai nghiện phục hồi, điều trị tại các cơ sở cai nghiện tập trung, cơ sở điều trị ma túy bằng chất thay thế methadone xã hội hóa của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, cơ sở 3 trong 1 ngành y tế Lào Cai đã trở thành điểm tựa tinh thần giúp nhiều bệnh nhân nghiện ma túy HIV/AIDS có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho cộng đồng, nhất là trong cuộc chiến chống đại dịch HIV/AIDS.